Hello, xin chào mừng quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đang đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư mỗi ngày luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an nhé. Hiện tại thì Biển Xanh đang có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc tại mặt tiền đường tỉnh lộ 9, xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách địa phận xã Xuân Thới Sơn của huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 8 km và cách trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành là khoảng 35 km. Hôm nay thì Biển Xanh xin được phép chia sẻ giới thiệu đến quý anh chị quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô đất nằm ở khu vực vị trí trung tâm, vị trí đông nhà quý anh chị nhé. Và cái vị trí này thì nó có diện tích vừa và nhỏ, giá cũng vừa và nhỏ, dân sinh thì ở rất là đông đúc, do đó quý anh chị mua vào cái khu vực block này để mà an cư lập nghiệp hoặc đầu tư sinh lời thì chúng ta về đây xây nhà ở cũng sẽ rất là vui, hoặc là chúng ta mua đầu tư thì cũng rất là dễ dàng thanh khoản quý anh chị nhé. Và cái vị trí ngày hôm nay Biển Xanh xin được phép chia sẻ đến quý anh chị, nó là một vị trí vô cùng là đẹp, vô cùng là đắc địa. Và lô này nó là hướng Tây quý anh chị nhé. Diện tích là 4 x 14.31, 57.24m² đó quý anh chị nhé. Đây, ở đây thì người ta có mượn đất, người ta trồng rau rất là tươi tốt. Tính từ cái cây này mình đo ngang sang là 4, dài sâu đụng xuống cái vách tường nhà phía dưới đó chính là 14.31. Tổng diện tích trên sổ nó là 57.24m², phía đằng sau kia thì chính là cái công viên ba con hươu đó quý anh chị. Khu vực này nhà cửa người ta ở rất là nhộn nhịp, đông đúc, bởi vì cái diện tích đất nó vừa và nhỏ, giá cũng vừa và nhỏ, rất là vừa túi tiền nhiều quý anh chị em, do đó được nhiều anh chị ưa chuộng mua đầu tư sinh lời cũng như là xây nhà để ở quý anh chị nhé. Rất là nhiều những ngôi nhà mới một tầng, hai tầng là mới mọc lên rất là nhiều. Và cái lô này thì do chị chủ đang cần tiền để mà đáo hạn ngân hàng cho nên là bán giá khá là rẻ, chỉ có 725 triệu là bao sang tên công chứng, và giá này thì còn bớt lọc may mắn cho chúng ta để bán nhanh quý anh chị nhé. Vị trí vô cùng là đẹp như trên màn hình quý anh chị mình thấy. Khá đẹp luôn đó quý anh chị. 57.24m². Cái lô này chúng ta mua để mà xây dựng nhà ở thì cũng rất là tuyệt vời. Hướng Tây nữa, và nó nằm ở cái khu vực vị trí trung tâm, vị trí đông nhà, đất gò cao ráo, đất cứng quý anh chị nhé. Khu vực này thì đất nó rất là cứng, và nếu như quý anh chị mình mua để mà xây nhà thì cái phần làm móng nó cũng đỡ tốn phần chi phí của chúng ta, đỡ tốn bớt chi phí, bởi vì nếu mà cái móng mà nó xây ở khu vực vị trí đất cứng thì chúng ta cũng không có phải tốn nhiều vào cái móng, còn nếu như mà ở khu vực đất lún thì chúng ta phải ép cọc nhiều, do đó mà cái vấn đề chi phí của chúng ta nó cũng sẽ tốn hơn ở những cái vị trí như thế này. 725 triệu là chúng ta sở hữu một lô đất 57.24m² quý anh chị nhé, nằm ở khu vực trung tâm ngay, và vị trí này thì rất là đông đúc, nhà cửa người ta ở rồi. Đây, như trên màn hình quý anh chị mình thấy, nhà cửa dân sinh vô cùng là đông. Cái lô này mình mua để mà xây dựng an cư lập nghiệp là được đó quý anh chị. Giá cũng đẹp và cái vị trí của lô đất nó cũng rất là đẹp như trên màn hình quý anh chị mình thấy. Sổ hồng riêng quý anh chị nhé. Quý anh chị mua là chỉ việc bao đặt cọc và đi sang tên công chứng đăng bộ theo quy định của nhà nước. Và cái giá này là giá còn bớt lọc may mắn, bao sang tên công chứng trong ngày cho chúng ta. Hướng Tây. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy lên kết bạn Zalo, Viber, Skype hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình để quý anh chị sở hữu cho mình ngay cái lô đất 4 x 14.31, tổng diện tích trên sổ là 57.24m² và đất là đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng rồi. Quý anh chị mua là hoàn toàn an tâm, không phải lo lắng gì về vấn đề sổ sách quý anh chị nhé. Quý anh chị còn chần chừ gì mà không liên lạc ngay với Bất Động Sản Biển Xanh, số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi để quý anh chị mình có thể sở hữu ngay những cái vị trí bất động sản đẹp như thế này để đầu tư sinh lời. Và khu vực Mỹ Hạnh, Đức Hòa, Long An này cũng là đang thuộc diện mà được nằm trong cái quy hoạch sát nhập vào thành phố Hồ Chí Minh đó quý anh chị nhé. Bởi vì khu vực này chúng ta nó nằm ngay tựa lưng với thành phố Hồ Chí Minh và giáp ranh liền kề với cả ba huyện lớn của thành phố Hồ Chí Minh, đó là Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh.
Do đó mà chúng ta di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là gần, và một khi cái khu vực Đức Hòa Long An này nó được sát nhập vào thành phố Hồ Chí Minh nữa thì chúng ta còn được hưởng lợi khá là lớn đó quý anh chị nhé. Do đó mà bây giờ giá bất động sản ở khu vực này nó còn mềm còn rẻ, quý anh chị mình hãy tranh thủ mua cho mình ngay một mảnh đất đầu tư sinh lời, mua để dành, mua cho tương lai của mình hoặc là mua cho con cháu của mình, thì đây chính là cơ hội để quý anh chị mình đầu tư. Quý anh chị hãy nhanh tay nhé. Còn nếu như chúng ta chần chừ thì nó sẽ lỡ đi mất cái cơ hội để đầu tư hoặc là để dành an cư lập nghiệp của chúng ta sau này. Do đó quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy lên kết bạn Zalo, Viber, Skype hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.